Thêm một tin tức liên quan đến vấn đề di chuyển. Mới đây, ngày 29 tháng 4, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia công bố chính số điện thoại đường dây nóng để người dân có thể được hỗ trợ thông tin cần thiết, đồng thời dễ dàng phản ánh vi phạm về hoạt động vận tải, trật tự an toàn giao thông xảy ra trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Cụ thể, phản ánh các vi phạm trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ như chở quá số người quy định, tăng giá vé sai quy định, nhồi nhét và chèn ép hành khách, chạy sai luồng tuyến, dừng đón trả khách sai quy định, ung tắc giao thông và các vi phạm khác, uống rượu bia khi lái xe, sử dụng điện thoại, sử dụng ma túy, vi phạm tốc độ, vận chuyển hàng cấm, nguy cơ cháy nổ, tai nạn giao thông, người dân liên hệ số điện thoại di động 0995 67 67 67 hoặc số cố định 069 234 của Cục Cảnh sát Giao thông. Phản ánh các thông tin về tình trạng quá tải tại nhà ga bến xe, việc bán vé, hành vi tăng giá vé quá quy định, chạy sai luồng tuyến, người dân liên hệ số điện thoại 0375-606669 của Vụ Vận tải Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Phản ánh những bất cập về tổ chức giao thông, đường xá, đèn tín hiệu, chở quá tải trọng, ung tắc giao thông trên cao tốc và các quốc lộ, người dân liên hệ số điện thoại 0916608085 của Vụ An toàn Giao thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Để phản ánh và được giải đáp các thông tin về đường sắt, người dân liên hệ số điện thoại 0865-367-565 của Cục Đường sắt Việt Nam. Để phản ánh và được giải đáp thông tin về hàng không, người dân liên hệ số điện thoại 0916562119 562 119 của Cục Hàng không Việt Nam. Để phản ánh và được giải đáp thông tin về đường thủy, người dân liên hệ số điện thoại 0398 888 của Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam. Để phản ánh và giải đáp thông tin về hàng hải, người dân liên hệ số điện thoại 0914689 689 576 của Cục Hàng hải Việt Nam. Để phản ánh chung về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông, người dân liên hệ số điện thoại 0819 115 911 của Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Hy vọng với chính số điện thoại đường dây nóng trên sẽ giúp quý vị trong việc phản ánh các sự việc thực tế gây bức xúc cũng như được hỗ trợ kịp thời các vấn đề liên quan đến lưu thông dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5.